Cái nào nằm đêm mà anh cảm thấy anh cảm thấy buồn 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 cho cái số buồn cho cái số phận mình không anh Trí? Có vợ thì mình lo làm nhiều chút nữa rồi, không có vợ thì nó ấy chút thì thôi. Có vợ mình là làm nhiều một chút. Có vợ thì lo, vợ lo làm nhiều chút tí xíu hả? Tiểu mũi ai dầu vô tương nghe của hành hạ làm cho sớt anh đau nhất. Nhưng cũng cân bằng với tôi nhất. Từ hôm nay và mãi mãi về sau, người cắn bên nhau chung đường chung bước, tình đã ly tan khi em đành lỡ bến trang. Em đi bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm êm đềm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì tiếp tục hành trình những ngày lang thang rong ruổi ở cái vùng đất Kiên Lương, Kiên Giang này, là những người dân xứ biển. Thì hôm nay thì Bùi Hồ sẽ tiếp tục theo hành trình của anh Trí. Anh Trí là một người người đàn ông độc thân, vui tính. Thông tin chia sẻ rằng cô bác quý anh chị, hôm nay cái việc mà đi quay với anh Trí thăm những cái lú anh đặt ở gần hang Tiền ở đằng kia anh Trí. À, hôm nay thì anh đặt bao nhiêu cái anh Trí? Ít à, không có đầu hung á, rồi bữa nay đặt ít còn trên mớ đó. Dạ. Thì anh ngoài cái việc mà anh Trí ở trong nhà này để mà giữ nghêu, thì có công việc thư giãn chính đó là anh sẽ đặt những cái lú, những cái gạt bẫy để mà thăm anh Trí ha. Đúng rồi. Và một thông tin khá là vui cho các bạn nữ, đó là anh Trí hiện nay là chưa có vợ và cần người bầu bạn những ngày hiu quạnh ha. Hey, anh Trí, anh Trí ơi, em đẩy cái số điện thoại anh lên màn hình được không? Hả? Thì ta kiếm kệ ta được không? Đúng không? À, mỗi ngày như thế thì hiện nay thì anh đặt được bao nhiêu tiền hả anh Trí? Tùy theo nước, tầm nữa 200-300 cũng chừng. Ấm nước về đủ ăn được sáng chiều. Em đeo cái mic vô này vô đây nha. Làm gì? Rồi được rồi. Rớt lắm. Không rớt đâu. Chắc cuối ngày qua giặt là rớt uổng lắm. Để vô đi. Em hỏi thiệt anh Trí thì buồn không anh Trí? Ở vậy mình buồn không? Nói chung là mình chắc cũng quen rồi, buồn. Em lại chơi cũng vui. Em đi theo em ra đây thì đây là lần thứ 3. Thì cái nỗi nói chung là anh thì nỗi tâm sự của anh á thì anh ít tâm sự cho ai lắm. Và trước đây thì anh có một người vợ có đứa con đúng không? Thì sao mà chia tay, anh có thể chia sẻ cho em được không? Nhiều hoàn cảnh này nọ rồi. Có vợ thì vợ nó còn trẻ quá, nó ham vui. Mình là hơi cứng tuổi hơn, lớn tuổi hơn vợ đâu 7-8 tuổi lận. Vợ anh nhiêu tuổi? Vợ anh hồi đó anh cưới mới có 17 tuổi rồi ơi. Cái gì? Anh 20 mấy rồi. Nó tuổi con cọp á, ý tuổi con trâu con gì đó, con ngựa ngọt. Vợ anh 17 tuổi. Ừ. Anh bao nhiêu? Anh tuổi tức rồi 40 đó, thì hồi đó cưới là nó 17, anh 20 mấy đó. Rồi anh với vợ anh ở bao nhiêu lâu thì ở đâu con được đâu, 2-3 tuổi rồi là nó bỏ nó đi. Là ở đúng 3 năm. Hơn 3 năm, 4 năm không? Ở đó rồi. Vợ anh bỏ đi đến đây là thời gian bao lâu rồi? Hả? Chục ngoài năm rồi, con năm nay cũng 10 học lớp 4 hay lớp 5 gì đó, nay 13-14 tuổi gì rồi. Con nó có nhìn anh không? Hả? Anh có liên hệ với con mình không? Có. Vậy hả? Trai hay gái anh Trí? Trai hả? Năm nay nó 14 tuổi hả? Mười mấy không biết, mà học lớp 5 đó đâu, mười mấy không biết quên. Lớp 5 là 11 tuổi. 11 tuổi. Hả? 11 tuổi. Không phải 11 mày. Là lúc đó là anh với chị là tự chia tay nhau luôn hay sao? Hay là chị bỏ đi hay sao? Bỏ đi. Bỏ đi hả? Ừ.
đang ở chung với cái bỏ đi. Ham vui tự nhiên không có cự cãi gì hết trơn á, tự nhiên hai chồng sống mặn cũng tiền cũng ngon lành như tự nhiên rồi bỏ đi à. Lúc đó là anh làm cái công việc gì? Anh thì chạy xe. Chạy xe gì anh? Chạy xe ôm á. Ồ, anh vậy bôn ba dữ hả? Anh đi tùm lum hết. Chạy xe ôm ở đâu? Ở dưới quê Sông Đốc á. Sông Đốc của Cà Mau. Cà Mau. Rồi chị? Chị thì quê Hà Tiên rồi đó, anh sống ở Hà Tiên nè. Ừ. Anh sống ở Hà Tiên mười mấy năm rồi. Người ta nói quá rồi này nọ rồi anh mới về quê anh sống, chứ anh nó sống ở Hà Tiên mà cũng tiền dữ lắm không. Lúc anh ở Hà Tiên anh làm cái công việc gì? Anh buôn bán. Ừ. Anh với chị buôn bán chung. Ừ. Rồi sau này anh ở đó được mười mấy năm hả? Ừ. Mười mấy năm người ta làm mai cho anh hay là anh tự quen? Nói chung á, người ta thấy thương á, người ta cái người đó đó người ta mới làm mai cho cái đại. Rồi ở xong rồi tự nhiên anh về dưới, sau đó rồi anh về dưới Sông Đốc anh ở. Ừ. Anh có con không anh về dưới Sông Đốc? Có đó, con đó đâu mới ăn tháng à. Ui. Đó là ông Sáu, bà Sáu, cô bác của anh chị, hàng ngày ông bà vẫn như vậy đó. À, bà đi làm đi kiếm đặt nồi dở nồi gì đó kiếm tiền. Đặt dính không ông Sáu? Đặt dính không? Rồi chắc chút xíu nữa mình sẽ quay lại. Rồi sau đó là anh với chị, là chị đi lúc đó là chị ở Sông Đốc hả? Lúc đó là chị về Sông Đốc. Tại vì hai người về Sông Đốc ở đây làm chung cũng được, nhưng mà hoàn cảnh của bên vợ á. Dạ. Nói chung là cũng không có đủ ăn rồi này nọ, người ta nói quá mình nghe cũng khó chịu. Khó chịu, anh mới dắt vợ về đây anh làm. Dắt vợ Sông Đốc á. Dạ. Anh mới làm thời gian nó buồn á, nói Sông Đốc là không có chỗ vui. Nó buồn như còn nhỏ á. Nó chưa hiểu chuyện ha. Chưa hiểu chuyện, chứ làm ăn thì anh nói làm ăn thì bằng nó đi với đâu cũng mình cũng lo làm ăn á, là có tiền hết. Nhưng mà tại vì nó còn nhỏ quá, bồng bềnh, nó ham vui á. Ừ. Rồi nó đi lên phố, nó bỏ con lại cho bà già nuôi á, Tiên á. Là đi ban ngày luôn. Có thông báo với anh không? Có, nó thừa là nó về thăm mẹ bệnh, anh mới cho về. Dạ. Về đó, hai mẹ con anh thì ở đây rồi, anh chơi hụi này nọ đang đóng á. Dạ. Đâu có về hai chồng được, cho vợ về thăm bả, thăm đi luôn. Không nói tiếng nào rồi đi luôn à. Rồi đi luôn, bỏ con lại luôn. Bỏ con gửi rồi cho bà ngoại nuôi đó. Dạ. Đi làm có chồng luôn. Rồi bỏ đi tới giờ không quay lại luôn. Không, anh năn nỉ rồi có con rồi thôi về ở đi, mình ấy rồi để tội nghiệp con á, thôi nhau rồi công con nó khổ á. Dạ. Chứ anh thì thoải mái rồi, nghèo thì không nghèo, cũng bình thường, ăn thì cũng đầy đủ. Rồi lúc đó cái cảm giác của anh sao anh Trí? Buồn lắm, đồ anh ăn chay một thời gian dữ lắm, gần cả năm luôn á. Ừ. Rồi mẹ bà sợ ngày sau càng ngày càng buồn, rồi thấy nó ốm yếu mình ăn lạc á. Ừ. Rồi bà nói vậy thôi con đừng có buồn, ráng ăn đi cho khỏe lên, đừng có gì đâu. Anh có thể chia sẻ cho em lúc mà anh chị bỏ đi đó, anh có lên quê vợ anh kiếm thêm lần nữa không? Có, anh kiếm hai ba quận luôn mà nó đâu có về đâu, và già cũng không điện cho về luôn. Không, mẹ ruột anh ha. Mẹ ruột của anh vợ á. Mẹ bên vợ hả? Giấu luôn, nó đi phố mẹ cũng không biết, nó chừng nào nó về nữa, con ơi phải nói vậy á. Dạ. Anh đã kiếm hai ba quận rồi. Ừ. Hiện nay thì anh có biết vợ anh có về Hà Tiên không? Về Hà Tiên không ạ? Dạ. Không. Có nắm được thông tin không á? Không. Không hả? Mỗi lần nhắc lại hiện nay anh buồn dữ không anh Trí? Qua lâu rồi cũng quen rồi hậu ơi. Hiện bao nhiêu năm rồi? Chục ngoài năm rồi. Chục ngoài năm rồi đó. Vậy từ đó thì sao anh có quen ai nữa không? Dạ anh là người ta quen mai mối, chứ anh đâu có quen trước đâu, anh lo làm không à. Dạ, tao nhảy xuống rồi, cái mít này chắc mày ướt quá hồn. Nhảy xuống hả? Nhảy xuống đang lấy cái này lên mới được. Dạ. Lấy gai nha, để em gỡ dưới. Ủa cạn dưới hả? Cạn mà. Chà mày thục cái làm sao nha. Tao lấy đồ nghề lên không biết có gì không.
đó. Ủa, có tép nha, cũng vũng dữ rồi. Vô ai, vô ai. Cho đeo này vô ướt không? Đem đây nè, nó không ướt nè. Vô ai đủ nghe bạc bạc rồi thôi ơi. Bữa nay chắc trúng mánh rồi. Mày lết làm sao đây để rồi coi chừng mày ướt á. Vậy là đủ quả tép bự bự không nha. Vô ơi. Đâu? Vô ơi. Ồ. Ồ à. Lúc kim ơi. Lúc kim rồi. Vậy là lúc rồi đó. Nói chung là anh Trí bây giờ chỉ còn vui với lại cái thùng ngay hồi ngay rồi. Vui với lại sông nước thôi. Quả tôm, quả chừng nó nhảy ra ngoài nha. Tôm lắm đó. Thấy vậy trên đầu lú mà đứng cái này là. Trời ơi, cá gì á, cá gì á? Cá là cá. Cá gì cũng mắc tiền lắm đó, còn kêu bằng cá gì ta. Con này bỏ con ghẹ bỏ nha. Con nó bé lắm đó hồ ơi. Con ghẹ hả? Con cu li. Tao muốn tha mày mà. Ồ, mấy con này là hết sảy ha. Cái này con ốc nè, thả nó bớt. Thôi, bữa nay nó không bực bự thôi, hôm trước là dở, anh dở lấy hàm lá. Con tôm này ngon quá. Linh nó để cái máy rồi. Đi cùng sâu sắc mấy đứa đi. Rồi, vậy là dính vậy là đầu lú, vậy dính vậy là mấy cái ngon lắm á không? Dạ, vậy hả? Đầu nào cũng kinh nghiệm đi biển mà. Đó. Bún đó mà nước nhiều hết đây. Rồi xong mình đặt lại luôn. Đặt luôn. Nếu như mà hiện nay có một người nào mà muốn làm quen với anh thì anh có chịu quen nữa không? Cũng nếu phải thì quen thì quen để coi thăm dò cái tình hình ta sao. Nhưng mà phải lớn tuổi mới được ha. Mình cũng lớn tuổi rồi. Anh năm nay bốn mấy rồi? 40. 40 hả? Ừ. Mà giấy của anh đó thì đó chung là anh 40 nhưng mà bây giờ giấy chứng minh anh là có ba mấy thôi. Dạ. Tại vì đó sợ bị bắt ví dụ cái gì đó bà là mãi á. Dạ. Đã mới làm giấy cho mình giả lên vào tuổi. Giấy chứng minh mình là bây giờ giả rồi. Ừ. Con tôm này nhảy quá. Ủa, nhảy vô rồi. Ủa quá. Ô tôm tốt quá rồi. Vô rồi, bữa nay vô rồi, con nào vô. Ôi 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 nhảy luôn. Ủa. Ủa đây hên quá Hậu ơi. Hên quá rồi. Hậu ơi, đụng nó mở lộng đục luôn. Quá quá mừng hả? Sao quá, sao không gần gần không thấy à. Ừ. Ông Sáu đặt 7 thôi vậy? Đặt 7. À, mới chưa được cái lú mình cả đó nha. Mấy trăm gram nha, con ơi. Cái con này là cái con ghẹ nè. Này mới ghẹ nè, đúng không? Ờ, à, đúng rồi đó. Ghẹ này ăn được không? Thả nó đi ha. Nhỏ quá, thả được cho lớn. Lớn mình cũng bắt nó chứ gì. Đây là người ta gọi là sống với biển thì phải nuôi lại biển chứ, đúng không? Không, nói chung với cái này tại cái hồ đi, anh mới bỏ tôm vô da bò, anh dở cho mày mê. Là sao? Là bỏ tôm vô đây là dở cho mày thấy. Ờ, đâu có anh dở đi dụ khán giả em. Tôm này đâu nuôi được. Con cá này cá gì anh Trí? Cá heo. Cá heo biển, cá đó bự ăn ngon lắm, béo lắm, ngon lắm. Vậy hả? Mà sao nhỏ xíu à? Rồi. Ủa. Thấy ham quá ta, bữa nay ngon cơm nha. Vô. Ồ, chiếc lá rồi, chiếc lá. Cái con này con gì? Con ba con gì đó. Đâu cắn là đâu có càng bọng đâu mà cắn. Nó không có cắn rồi đưa em coi coi. Có càng nó nhỏ anh... đó nha. À, nó có hai càng bé ha. Cái con này hình thù nó giống như con nhện á, xấu xấu ha. Con này đẹp quá. Cá này nè. Cá này đẹp quá anh Trí ơi. Nói chung là biển nó đa dạng lắm, mình không có biết hết được. Mà nguồn lợi thủy sản đem lại cho người ngư dân ở đây là những cái mà vô cùng quý giá luôn. Anh ngay cả anh Trí là người dân từng đi biển đánh bắt ở nước ngoài mà cũng không biết cái con này là con gì luôn á. Anh thì có mấy anh em anh Trí? Có hai anh em à. Anh với anh Tý hôm trước em gặp đó hả? Đúng rồi. Rồi mẹ của anh ở dưới hả? Đúng rồi. Mẹ khổ không? Hả? Mẹ khá không? Cũng bình bình vậy.
Rồi. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bà cũng không có làm gì. Rồi sao anh có khi nào dự định về trở lại Sông Đốc? Anh không tính là cái anh mua đất ở đây, anh ở đây làm việc ở đây luôn quá. Ngước mẹ ha. Tranh thủ rước mẹ lên. Mẹ với dạ, mẹ mua đất ở đây rồi, anh tính ấy rồi, anh cắt mẹ ở đây luôn, nhưng mà mình giữ chòi á. Dạ. Giữ chòi thì mình có lương. Phải không? Chứ anh bỏ vô anh nuôi mớ. Ừ. Anh Hùng vô mớ. Bỏ có phần vô nè. Ô. Ô, con này ô mày. Nhỏ nhỏ vậy vừa thôi, không bị không. Cô bán kính chị, người đàn ông độc thân 40 tuổi hàng ngày và anh vẫn sống với cái công việc mà vui với sóng biển như thế này, quên cả đi cái tình nam nữ luôn ha. Có khi nào nằm đêm mà anh cảm thấy mà anh cảm thấy buồn cho cái số, buồn cho cái số phận mình không anh Trí? Vợ thì mình lo làm nhiều chút nữa rồi. Không có vợ thì nó ấy chút thì thôi. Ừ. Vợ mình là làm nhiều chút. Có vợ thì lo, vợ lo làm nhiều chút tí xíu ha. Ừ. Mình thủ với vợ con đồ. Hình ảnh đó là ông Sáu với bà Sáu, cô bác của anh chị đang đặt những cái... Dạ vô ơi, tôm có lý rồi. Dạ. Nay tôm đồ mới dở mấy cái là kiếm chắc cái ngoài à. Đặt bẫy hả bà Sáu ơi? Đặt bẫy hả? Ô. Ô đầy túi luôn rồi. Đầy túi luôn rồi. Quá rồi. Đầy túi luôn. Ô. Ô, mùa này vô ghẹ đó, có ghẹ ghẹ không? Ghẹ trái ghẹ đực ghẹ không? Ừ. Ghẹ bây giờ là chưa đủ lớn ha. Ừ. Chứ chừng nó văng nó nha. Ừ. Mấy tôm quá trời nhảy rồi. Ừ, đừng nhảy rồi. Dạ. Cái con này con cá gì anh Trí? Hả? Ủa con cá ghẹ đâm đau á, hắt ra bỏ đi, cũng nhất á. Trời. Con cá nó đâm ra nó hồi, dục bỏ đi. Cái này hả? Con đâm đau lắm. Ừ, cái ghẹ. Đá hơn cá ngát nữa đó. Cái này đâm hơn cái ghét nữa hả? Ừ. Rồi, ai gặp nó có cua không? Hả không anh Trí? Bắn cá ghẹ không? Hả? Cá ghẹ. Thả mày luôn á. Ôi ôi tôm. Bây giờ cái điều anh ước muốn nhất là gì anh Trí? Hả? Cái điều anh mong ước nhất là gì? Ước muốn bây giờ tao cũng không ước gì đâu, làm cái đâu hay cái đó hầu ơi. Làm gì thôi chứ không ước gì mấy. Cái con cá này cá nóc hả? Hả? Cá nóc không? Ờ đúng rồi. Ôi nhiều con quá ta. Cá mú nữa kìa. Cá mú này người ta mua 1 con 10 ngàn người ta nuôi lại á. À, cá nóc biển nè cô bác kinh kỳ. Cá mú nhỏ. Cái con này là lại đây cho cá mú về nuôi nè. Cá nóc thì nó ăn độc lắm. Những nhà hàng mà chế biến chuyên nghiệp họ mới chế biến được. Còn đây là con cá bóng mú. Cá này thì nó con lớn nó tầm vài kg là bình thường ha. Trời ơi nó vài ký luôn. Bình thường. Nhảy ra không có tôm gì nhiều. Tôm. Quá anh nói cá này cá gì? Cá này nè. Cá nào? Cá heo. Cá heo này nhiều đó, cá heo này. Cá heo này làm gì ăn ngon? Hả? Cá heo này làm gì ăn ngon? Cá heo này nấu canh chua. Mình mấy đó, văng nè, cười á. Y gan là con báo đốm á. Dơ lắm. Ờ. Mấy cái nãy giờ mấy cái anh? Hả? Cái này nó kéo nở hết. Ồ nhiều ha. Tôm đất hả? Tôm đất hả? Tôm thẻ tôm đất. Thấy toàn hải sản không ta? Thấy toàn là đồ của không phải mà mình gọi là thấy toàn là sản vật quý không á? À con tôm này là tôm đất đúng không? Phải không ta? Dán nó phải không? Đèn đèn đó. Không phải. Đất kia rồi. Không phải. Đất nó sống dài lắm. Cái con này là ốc gì? Ốc búa hả? Đó. Ừ. Ốc búa này ngon lắm phải không? Anh ít ăn thả.
Canh thả hả? Trời ơi, ghê hả? Câu này tôm liền. Là cuối rồi đó ha. Tới đằng cái phao đó hả anh Trí? Rồi ha. Nhiều đây là mừng rồi ha anh Trí. Có dấu. Dấu đời đó là. Trời ơi mấy con tôm này ha. Cực kỳ ngon luôn á. Rồi nói là gì với khán giả cho anh em khi mà hết lú đi? Nói là gì đi? Hôm nay chia sẻ câu chuyện này lên mạng là chuyện riêng tư, anh có buồn không? Không, không buồn. Hả? Có sao nói vậy chứ có gì đâu mà. Đó, như đây là hết lú nha anh em ơi. Hết lú rồi ha. Hết lú rồi. Ờ. Hôm nay có đồ xuống như đây à, thì nào có đồ mới xuống nhữ. Bữa nay có rồi. Có bồ hồi xuống chơi thì thôi, đặt như đây thôi, đủ ăn. Ủa, con tôm nhảy ra. Đâu? Kìa. Chà, đủ rớt nha. Rồi bây giờ thả xuống lại chưa? Gì? Thả xuống lại chưa? Thả chưa. Rồi. Ồ, cũng vất vả lắm chứ không phải giỡn đâu nghe. Bạn nào mà không biết bơi là không đi, nên đi cái bè này được đâu. Cái con này là con ghẹ gành đúng không? Không, ghẹ gành khác của nó, cua ấy. Cua gì? Chia sẻ với cô bác của anh chị là cái con này á thì có trứng, nên là nữ là mình đừng có bắt nó, mình thả nó lại xuống biển, mai mốt nó đẻ con và nó sẽ cho mình những cái con vật khác. Còn đây là con cá đối. Con cá đối mà hôm trước Bùi Hồ có đi theo ông Sáu mà quay clip đó. Nó thuộc giống như là con cá linh nước ngọt á. Và nó ốm nên người dân ở đây người ta gặp đặt là con cá đói. Nó ốm lắm. Bây giờ anh đi xuống dưới hả? Đi xuống dưới. Đặt lại. Ê da con. Ê. Ba cái giò sắn con mèo luôn rồi. Nước giò luôn hả? Nước giò luôn hả anh Trí? Hả? Nước giò hả? Không sao. Không biết cái mà nghe cái sực cái không biết có nước không lại đặt mà nước mặn nó đâu có thấy ấy đâu. Ừ. Đâu có thấy máu đâu vậy đâu. Nước quá sâu à, giờ điểm vô trong. Và đằng kia là ông Sáu vẫn hàng ngày vẫn cái miệt mài với cái công việc đó. Thôi xin chào cô bác quý anh chị và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau nha. Những cái clip về biển rất là hay và thú vị luôn. Chào anh Chí ơi. Của Loan Phượng Lê Đàn. Con ơi con đừng nên mơ mộng, mà để tâm thần dao động. Con thương là vì một cô gái âm lòng. Cha ơi, cha vừa nói ai đã làm cho mình khổ dương tàn. Có phải chăng là qua tiếp quân vì đã yêu nên phạm bội cha con mình. Phải, nếu hồ trời, đại huynh ơi đừng nên suy nghĩ. Mà hãy nghe em lên điều trị, cho vết tử thương cho máu phục hồi. Đại huynh ơi, anh thấy trong mình có hành hạ và đau nhức ngứa không anh? Tiểu mũi dầu vết thương của hành hạ làm cho sớt anh đau nhức. Nhưng cũng cân bằng với tôi rất. Từ hôm nay và mãi mãi về sau, người cắn bến nhau chung đường chung bước. Tình đã ly tan khi em đành lỡ bến sang.
thương. Em đi bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm êm đềm. Yêu mũi ơi, có khi nào em thấu hiểu cho lòng này bởi chịu sầu thương. Có nhiều đêm anh thờ thẫn với trời sương, mơ gió đẩy đưa dằn trăng sáng. Nhưng bây giờ tâm hồn em đã không còn trong trắng. Tuổi thơ ngày đã chuyển lượng sống ba đầu. Ra đẩy quýnh em mà đẩy quýnh như em từ bao giờ. Nga mũi ơi, anh đã yêu em từ khi cái thợ thẹn thùng cuối mặt. Chỉ thấy em mỉm cười đắm đuối nhìn anh. Cứ mỗi lần mắt em tươi sáng, lòng anh ngập tràn niềm vui sướng. Ôm mộng vào hồn anh mơ anh tưởng. Hay hờn nghe ngẩn như lũ bớm trầu mong. Muốn nói tiếng yêu em nên ngại gì quá dội. Chợt tỉnh ra thì em đã lỡ bến sang thuyền. Thôi hết rồi những ngày mộng mơ. Dừng chiều nhìn dáng em đi, còn chăng một mảnh tình si. Mình mơ liễu đổ hát vào dặn trăng. Vô! Hay quá! Vậy mày! Đó!